Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sống chung với dịch. Chiều 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố và kết nối trực tiếp đến hơn 700 thành phố, quận, huyện, thị xã, hơn 9.000 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng quán triệt nhiều vấn đề liên quan, trong đó yêu cầu các địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách phải thực hiện được 5 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, ai ở đâu ở yên đó. Thứ hai, đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn thiếu mặc. Thứ ba, bảo đảm mọi người được tiếp cận dịch vụ y tế từ xa, từ sớm, ngay tại xã, phường, thị trấn, khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời. Thứ tư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Thứ năm, tuyên truyền vận động để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tích cực hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn thần tốc xét nghiệm diện rộng tới tất cả người dân, nhất là các địa bàn có nguy cơ cao, vùng đỏ, xét nghiệm 100% dân số trong vòng 3-5 ngày để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa địa bàn trở thành vùng xanh an toàn. Còn các địa phương đang xanh vẫn tiếp tục xét nghiệm tầm soát thường xuyên, sớm phát hiện F0 mới, truy vết nhanh, dập dịch nhanh. Thủ tướng yêu cầu từng bước khôi phục phát triển sản xuất tại các địa phương kiểm soát được dịch, sản xuất an toàn sản xuất, tăng cường lưu thông hàng hóa, đảm bảo hàng hóa, nguyên liệu cho sản xuất, không ban hành giấy phép con, gây phiền hà, tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ. Về tiêm vaccine, nhất là khi đã tiêm được 2 mũi, Thủ tướng đề nghị có thể thiết lập kịch bản thích ứng an toàn, giao thông an toàn, đi lại an toàn, sản xuất an toàn và ý thức an toàn để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa tới đâu, quản tới đó. Trong khi đó, tại buổi làm việc ở quận 7, sáng 5 tháng 9, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã dành cho báo chí buổi trao đổi ngắn về việc mở cửa từng bước đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Thành phố đang nghiên cứu phương án này, trong đó giao huyện Củ Chi và quận 7 làm thí điểm, chuẩn bị chuyển hướng sang chiến lược sống trong điều kiện mới. Tình thế hiện nay, không thể quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, cũng không thể thực hiện giãn cách triệt để, nghiêm ngặt mãi được. Điều đó là không thể. Ông Nên khẳng định. Ông Nên giải bày, sống trong điều kiện mới là sống trong điều kiện có COVID, với chủng Delta lây lan nhanh, giống như sống chung với lũ. Sống chung với lũ thì cần phải tôn nhà lên cao, có ghe xuồng, quan trọng là phải biết bơi, có áo phao, phải có các điều kiện để đảm bảo an toàn. Còn sống chung với dịch thì thế nào? Có nghĩa là phải có vaccine, phải có thuốc, cần có tâm thế, có kiến thức chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân. Để làm điều này, chúng ta cần vũ trang cho người dân như một chiến sĩ để chủ động chiến đấu với dịch. Chúng ta phải giữ khoảng cách, tạo lập lối sống chậm và phải ý thức rằng bên cạnh chúng ta còn có COVID. Qua đó, ông cho rằng điều trước tiên cần có trong điều kiện bình thường mới chính là tâm thế, là thói quen sống của từng người dân. Bên cạnh đó, cần củng cố hệ thống y tế đủ mạnh. Thành phố không chỉ lo chống dịch mà còn phải lo sản xuất. Không làm như vậy, sẽ chết vì cái khác trước khi chết vì dịch. Do đó phải đảm bảo, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế không lụi bại. Muốn vậy, phải trở lại mục tiêu kép sản xuất an toàn, đảm bảo an toàn, được mức độ có thể. Bí thư Nguyễn Văn Nên thông tin, thành phố đang giao cho các cơ quan trong đó có đội ngũ khoa học, thầy thuốc, xã hội học, tâm lý học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến môi trường và con người sống trong môi trường có dịch. Tại cuộc họp báo chiều 5 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cho biết, đơn vị đã chuẩn bị tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền từ 7 tháng 9. Đây là một trong số các phương án được triển khai lần lượt nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân sau 15 tháng 9. Việc tổ chức lại các điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền nhằm giúp các thương nhân đưa hàng hóa về cung ứng các hệ thống phân phối, các bếp ăn tập thể. Hiện nay, các mặt hàng thực phẩm tươi sống chế biến, nhu cầu đang tăng lên trong nhân dân. Sở Công Thương đã rà soát làm việc với các hệ thống phân phối đang gặp khó khăn về giấy đi đường. Các đơn vị này chưa thuộc đối tượng được cấp giấy đi đường. Do đó, Sở đã rà soát để tính toán trước mắt, đề xuất ưu tiên cho các nhà cung cấp lớn, xe chuyên chở được cấp giấy đi đường. Khi nhu cầu tăng lên, sẽ tiếp tục mở thêm diện ưu tiên cho hệ thống thực phẩm tươi sống và chế biến. Còn về thông tin, sau 15 tháng 9 nhu cầu thực phẩm tăng, có thiếu hàng hóa cung ứng hay không, thì ông Phương cho rằng chưa có cơ sở với nhận định này. Tuy nhiên, Sở Công Thương luôn có phương án chủ động, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân. Cũng trong buổi họp báo giải đáp thắc mắc của người dân về giấy đi đường sẽ hết sau ngày 6 tháng 9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết, Công an thành phố đã có phương án, nếu kéo dài thời gian giãn cách đến ngày nào thì gia hạn, kéo dài thời hạn giấy đi đường đã được cấp tới ngày đó.
Thời gian tới chắc chắn các đơn vị khống chế được dịch bệnh, thành phố cũng có phương án mở rộng các hoạt động sản xuất, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống. Công an đã tính toán nhiều giải pháp với các tiêu chí an toàn như đã tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính để cho ra đường mà không lây lan dịch bệnh. Hiện công an thành phố và các sở phối hợp cập nhật các dữ liệu của F0, dữ liệu giấy đi đường, dữ liệu an sinh lên dữ liệu quốc gia để kiểm soát quét mã QR. Ngày 5 tháng 9, 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, hơn 21,4 triệu liều vaccine đã được tiêm. Tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.211, tổng số ca được điều trị khỏi 291.727. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca, số bệnh nhân tử vong. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 281 ca tử vong, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh 222 ca, Bình Dương 38 ca. Tổng số ca tử vong cho đến nay tại Việt Nam là 13.074 ca. Trong ngày, có 336.381 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Thông tin các ca nhiễm mới. Tính từ 17 giờ ngày 4 tháng 9 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới, trong đó có 13.101 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 6.226 ca, Bình Dương 354 ca, Đồng Nai 1.243 ca, Long An 756 ca, Kiên Giang 345 ca, Tiền Giang 133 ca, Cần Thơ 100 ca, Tây Ninh 91 ca, Đồng Tháp 78 ca, Khánh Hòa 74, An Giang 73, Đà Nẵng 64, Hà Nội 53, Bà Rịa Vũng Tàu 51, Nghệ An 48, Bình Thuận 47, Trà Vinh 33, v.v. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 ca. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày. Bộ Y tế ban hành công điện số 1316 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế ban hành công điện số 1323 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID. Bộ Y tế lập công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa ở Đồng Nai. Thay mặt Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho bản thân và cho gia đình. Bình Dương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, mục tiêu đặt ra là hơn 250.000 liều một ngày, với nỗ lực đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15 tháng 9. Tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị 16 cho đến ngày 15 tháng 9. Tỉnh Quảng Ninh, chuyến bay VN5311 chở 297 người Việt từ Nhật Bản đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn lúc 1 rưỡi chiều ngày 4 tháng 9. Đây là chuyến bay đầu tiên áp dụng thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế. Những hành khách này đều là những hành khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm ít nhất trong 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR trong 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận. Sau khi nhập cảnh tại Vân Đồn, hành khách về khách sạn Novotel Hạ Long thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày. Tỉnh Nam Định, trong 2 ngày gần đây, trên địa bàn không có ca mắc mới. 3 ngày trước đó, địa bàn ghi nhận tổng cộng 14 ca thuộc chùm ca bệnh ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Ngành Y tế tỉnh Nam Định đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp. Quyết liệt giảm tử vong do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngày 5 tháng 9, Bộ Y tế đã có công điện số 1323 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Công điện cho biết, thời gian qua, việc giảm tử vong còn chậm. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh phía Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tăng cường hiệu quả công tác điều trị. Cụ thể, trên cơ sở diễn biến và dự báo tình hình dịch COVID tại địa phương, tiếp tục rà soát phương án thiết lập các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 để khẩn trương, chủ động thiết lập bổ sung đầu tư, sẵn sàng hoạt động trong thời gian nhanh nhất các cơ sở thu dung điều trị theo mô hình tháp 3 tầng theo hướng dẫn tại quyết định 4111 của Bộ trưởng Bộ Y tế, huy động tối đa các cơ sở hiện tại địa phương của nhà nước và tư nhân để lên phương án thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Củng cố kiện toàn điều phối hiệu quả hoạt động hệ thống cấp cứu 115, xe vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến cơ sở thu dung điều trị giữa các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Phát huy nâng cao vai trò của trạm y tế xã phường thị trấn, thành lập các trạm y tế lưu động, tổ cộng đồng để triển khai quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà.
huy động tối đa các cơ sở hiện có. Bộ Y tế lưu ý các địa phương chuẩn bị cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân cho các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, được phép chuẩn bị và cung cấp các thuốc ngoài danh mục thuốc thiết yếu đã ban hành đáp ứng nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 tại địa phương, theo đề xuất của các bệnh viện, thông qua hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện. Trường hợp cần thiết được phép sử dụng vượt mức vật tư tiêu hao. Chuẩn bị kịp thời các gói an sinh, thuốc điều trị ngoại trú khi triển khai điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Phân công Ủy ban Nhân dân quận huyện có trách nhiệm quản lý hỗ trợ kịp thời các ca F0 trên địa bàn và theo dõi sát sao kết quả thực hiện việc chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Huy động nhân lực đa dạng tham gia tư vấn chăm sóc điều trị người bệnh mắc COVID-19. Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát nguồn nhân lực của địa phương, lập kế hoạch đào tạo huy động nhân lực phù hợp với các phương án thiết lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, tổ chức đào tạo tập huấn cho các chuyên khoa chuyên ngành khác theo phương án đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các cơ sở tuyến trên, đảm bảo nguồn nhân lực và huy động tăng cường vào các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Đào tạo cho bác sĩ và điều dưỡng đáp ứng chuyên môn để có thể chăm sóc, xử trí kịp thời, cấp cứu điều trị cho những người bệnh ở cả 3 tầng. Huy động y tế tư nhân, người về hưu tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Tăng cường huy động nguồn nhân lực của các bộ ngành cơ sở tư nhân, sự tham gia tích cực của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, sinh viên khối trường đại học sức khỏe, thầy thuốc đồng hành, người về hưu cùng tham gia công tác tư vấn, quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương có các hình thức động viên chia sẻ, chế độ đãi ngộ cụ thể phù hợp với đội ngũ nhân viên y tế, quân đội, công an, mạng lưới tham gia tư vấn, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19. Tăng cường kết nối hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa giữa các cơ sở thu dung quản lý điều trị COVID-19 tại 3 tầng, đồng thời thiết lập hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa các cơ sở thu dung quản lý điều trị COVID-19 và hệ thống cấp cứu 115 về khả năng tiếp nhận và thông tin người bệnh để đảm bảo tiếp nhận cấp cứu kịp thời người bệnh.